Con đang quay clip sống ảo mà. Ừ. Khuya rồi đó mày bước ra đi còn biết tay tao. Hả? Mày ba chấm là ngất ngay, bốn chấm là lẻ luôn, về nhà làm gì em ơi? Tao nghe bỏ. Hả? Nỗi khổ khi bạn bị nhiệt miệng. Má chợ về rồi hả? Không mua trái cây cho con ăn không? Đó, nó không mua nè. Mua cho mày một mâm nè. Mày ăn cho hết nè. Mình sẽ tham số mail hay chắn để ép chắc chắn xuân tua xuân con. À ấy à, anh ơi, cả nhà anh ơi, vui mày á. Buồn nào hơn đêm nay, buồn nào hơn đêm nay. Khi nghe cấp nè, ngon lắm đây, ngon lắm. Rộn ràng rộn ràng hạnh phúc đang tràn nhân, nồng nao lâng lâng sao xuyên đến ngập lòng. Ủa ai rồi con nhóc? Ê nhà kia, ba chửi lộn đứng dậm gì vậy? Hả? Ủa gì? Ai biết đâu? Hả? Rộn ràng rộn ràng hạnh phúc đang tràn nhân. Thấy mà tao tức á, chưa bao giờ tao tức vậy á. Nó cười má con nói nha, dịch dọc ở nhà chán chết luôn vậy. Đi đâu được trơn á. Ai cấm mày đâu, mày ngon mày đi đi. Mày đi rồi đi luôn nha. Dịch dọc đừng đem về đây à. Hả? Thôi mà cũng đỡ. Làm vậy mấy bà sớm đỡ đi nhiều chuyện nói xấu người ta. Chắc xôi không được ha. Nói thì giỏi, dễ như mấy mẹ đó không xôi. Hả? Chứ ba thấy không, cấm ở nhà hết trơn rồi, mấy người đâu đi xôi mới ta được đâu. Kìa, mày nhìn thử đi. Bà con ơi. Hả? Ê bà kia, làm gì đu vừa trưa nắng vậy? Quan tâm chuyện cho bà, trời ơi, tôi không có dòm đâu. Hả? Ủa? Mà cây dừa của tôi mà. Mà cây dừa của tôi mà. Hả? Ủa? Gì? Ai biết đâu? Số hỏng cầm lo chuyện mơ đâu. Thì hàng xóm bạn là chuyên gia kia. Ủa cả chiều nay cưng có rảnh không? Chị định rủ cưng đi chợ mua vài cái vàng với chị. Đó coi chị định đi đường quyền cái gì mua chi 5 cây dữ vậy chị. Trời ơi chị định rủ cưng đi mua 5 cây vàng cho dâu tương lai của chị. Con trai chị đi chơi với gái suốt cả ngày trơn á. Bởi vì chị đi hỏi cưới cho nó. Ủa chúng phải tèo con chị có bạn trai đăng hình làm mầm Facebook hả? Nè nè sao cưng coi nè. Con trai chị thương chị hả? Ủa cái hình hình ở đầu chị nhớ hết trơn này cưng có đẹp không? Chị nói làm sao? Em nghe hỏng có rõ. Hả? À mà thôi thôi à, chị cứ biết chơi TikTok không? TikTok hổng gại á, cưng có biết không? Em làm gì biết TikTok chị? Trời ơi cô chị không ngờ cưng lúa mà cưng còn phèn nữa, cưng mới chơi TikTok đầu lên. Chị ha được 300.000 người theo dõi TikTok mà bây giờ đi đâu ai cũng nhìn ra chị hết trơn á cô. Chị dễ sợ. Em suốt ngày làm ruộng làm năm không, đâu có thời gian sống ảo như chị. Thôi chị ngồi đó nha. Ấy à, lấy nước ra cho chị Tư mày uống kìa. Trời ơi, đi ra liền. Thả ra đồ chị. Chị cơ lấy lộn rồi, ấy lấy lộn rồi. Con nhà người ta phiên bản hiện tại. Làm gì mà đứng đó có mình vậy Cám? Con cái được đâu mà sao phụ cưng? À con em đi mua đồ trang điểm ở Sài Gòn mới về, đợi hết dịch mới đi làm lại. Với lại nó đem đi cho gà cho vịt ăn rồi. Trang điểm á, thức khuya dậy sớm kiếm từng cắt từng bạc. Nói với ông trai của chị làm tổng giám đốc công ty lương thực toàn quốc ở Sài Gòn. Anh gửi cho tiền cho chị về xài đó mất công chị mệt. Ủa vậy sao chị có một bộ đồ bận hoài vậy? Chắc cũng có hai bộ. Ê mẹ con mới về. Trời đất ơi, ý phải biết con mà đi Sài Gòn hả? Em kêu tèo ra dẫn con đi chơi liền. Không biết nó có thời gian hay em bận không? Trời đất ơi, con trai con ở không được chết. Chết nó bán bánh mì ế ở ngay cổng bánh xe miền Tây đó chứ đâu. Hả? Ý à, mày lấy bông băng thuốc đỏ cho tao coi. Ủa lấy bông băng làm gì bà? Trời đất ơi, bơm nó nổ miệng nó văng tùm lum hết trơn à.
Hả? Má con mượn xe chạp vòng vòng xíu về nha. Xe sẽ rét nhau. Con đi gom cho đừng lo. Đi xíu về à. Bé nào. Thằng nữa không tới chạy hết xe chạy sắp sắp. Trời ơi nắng muốn bể cái đầu mà chạy nhông 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 mày đường ngoài. Trời nắng nắng ơi con trai chán chán mà sợ gì. Hả? Con với cái biết nói không biết nghe gì hết trơn á. Hả? Trời chạy vòng vòng xíu về con đó nè. Cái mày lụa, tao giái một hồi té cái mặt. Trà xuống cái đường một cái. Mấy nghe tao cùi tao ỉa. Hả? Con mà té lụa dân chuyên nghiệp mà. Làm gì mà té. Dạ thôi nghĩ sao vậy má. Hả? Công nhận. Cái miệng nó lên hơn cái mỉu. Hả? Mày đi làm bao bữa rồi về rồi hả? Mới về không dài nhưng mình đi nấu sốt mà chết. Hả? Đi vô phòng cách ly đi. Hả? Mày cách ly nó đợi chưa? Phòng cách ly rồi bác yên có tao. Mày chưa biết có bị hay không mà cách ly nó có tiền nhiều quá không bác? Hả? Có 14 ngày à, hà phòng bệnh đâu chữa bệnh mày hiểu không? Chứ lại nó xấu mà ông bạn ghê lắm. Dạ má con mình rước cái lắp ăn thôi, đỡ tốt được phần ăn. Thấy ai cũng xài với cái này thôi thì ta dưỡng cho đẹp. Bước ra cho bác hết hồn chơi. Kì cho nó ra được chưa má? Ờ thì mày cho nó ra đi mà khoan khoan để tao bịt cái khẩu trang rồi cái. Hả? Con nè. Thằng nào đây? Hả? Con tao vừa xấu vừa đen. Cái bãi bay. Hả? Thành ý kia đã chết rồi mày hiểu không? Thành ý kia đã chết rồi mày hiểu không? Ê ý. Mày kia tao bây giờ. Giờ này má tao gì với bánh không? Ok đi liền mày ơi. Hả? Có bánh nhớ đem ba ra nè. Bánh của tao hư rồi. Nhớ nha. Đi chút nè. Đừng để tao lỡ. Má tao có trái bánh xịn lắm. Chuyện sai rồi nha con. Ok ok. Tòa nhà chị ông anh mình trong tan la. Em hát con trong nhà. Cho dù mày đá cái đất trong gấp. Đâu mà cũng không vô được một trái nào đâu. Ủa chị cháu sao mà ăn liền mình vậy? À tại con chuyện nướng gà chị ăn trái luôn cái dùng gà. Giờ có nhà bán lấy đồ tiền mua đồ ăn hết trơn. Mà công nhận một điều luôn á chị. Bây giờ chị bước ra khỏi cái shop này một cái là nguyên cái shop mình ai cũng nhận ra được chị hết trơn luôn á. Hả? Chị coi chị nổi tiếng vậy luôn hả? Sao vậy cưng? Sao tao biết được hay vậy cưng? Chị đặc biệt quá mà, không có chân mày. À không có chân mày. Hả? Ờ thì mày dòm lại mày đi. Cái hàm răng như cái hàng rào vậy đó. Cái hàm răng như cái hàng rào vậy đó. Mày đặt soi mói người ta. Trời ơi chị coi thử cái mặt shop mình có người nào khác nhau đâu. Có mình chị không có lông mày. Làm như quạo với mẹ. Trời ơi con gì út mày nó che tao không có lông mày. Mày coi thích không? Con thấy gì út gửi đúng mà. Má có chân mày đâu. Hả? Hả? Che tao không có lông mày hả? Không có thì tao dẻ. Ông à, thế à. Đâu? Tụi mày nói coi đứa nào không có chân mày. Hả? Đang ăn tô mì tôm mà tức không nói lên lời luôn á. Nóng quá. Yeah yeah. Bảy bảy bảy. Top up just cool. Yeah yeah. Bảy bảy bảy. Top up just cool. Top up. Yeah I'm stuck in your space. Just my luck. But the only thing you understand. There's nothing left to say. Cảm giác khó chịu nhất khi bạn mắc mưa. Mưa trên những luống rau xanh màu, mưa trên những bông hoa xanh trầu, lòng già dào niềm vui phơi phới. Hả?
bong trong thơ khăn đại phúc đắc đại hoa thơ say lời, giờ nôn nang mắt thăm kẹp cờ, ô trăng bần cờ.